thành phố Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn nước rút, tận dụng triệt để thời gian vàng sắp tới, tiếp tục phong tỏa chặt, xét nghiệm rộng. Cả ngành y tế và công an đã và đang dồn tổn lực cho công tác này. Tuy nhiên thì trong quá trình xét nghiệm đã nảy sinh nhiều vụ việc đáng phê phán. Một số ít người dân đã tìm cách để trốn tránh, thậm chí là nhờ người đi xét nghiệm thay. Trước tình trạng này, các đơn vị chức năng đã kịp thời có biện pháp tuyên truyền, chấn chỉnh để chiến lược tách F0 ra khỏi cộng đồng của thành phố thực sự có hiệu quả. Qua hai đợt, từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 8, ngành y tế Đà Nẵng đã xét nghiệm hơn 730.000 mẫu. Đây là chiến dịch xét nghiệm cộng đồng lớn nhất, nhanh nhất và phát hiện F0 trong cộng đồng lớn nhất. Để chiến dịch xét nghiệm đạt hiệu quả, việc chọn đúng đối tượng lấy mẫu có yếu tố quyết định. Thế nhưng, thực tế, bên cạnh những hộ dân ý thức tốt thì vẫn có tình trạng né tránh xét nghiệm hoặc là nhờ người xét nghiệm thay, trong khi bản thân nằm trong diện liên quan đến chuỗi lây nhiễm có nguy cơ cao. Ví dụ như trong công tác kê khai các hộ dân, trong các nhân khẩu gia đình thì người ta cũng kê khai bớt lại, hoặc là tìm đủ mọi cái lý do mà né tránh việc xét nghiệm. Tuy nhiên mà qua công tác nắm địa bàn và đặc biệt công tác phối hợp với tổ dân phố thì cảnh sát khu vực xác định được những trường hợp nào, từ đó là báo cáo ban chỉ huy công an phường, từ đó có biện pháp phối hợp với lại lực lượng khu dân cư tiếp tục tuyên truyền cũng như vận động. Đối với những người có cái tư tưởng không muốn xét nghiệm thì trước mắt là chúng ta làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân để tự xét nghiệm. Trong trường hợp người dân mà cố tình trốn tránh việc xét nghiệm thì sẽ lập biên bản xử lý về cái hành vi vi phạm từng hành vi cụ thể và sau đó buộc người đó phải thực hiện cái biện pháp xét nghiệm. Rút kinh nghiệm từ hai đợt lấy mẫu trước đó, tổ Covid cộng đồng liên tục xuống địa bàn, ra soát từng đối tượng lấy mẫu, đảm bảo phương châm đủ, đúng, tránh sót lọt và áp dụng nhiều cách làm hay, hạn chế hết thấp nhất số lượng người lấy mẫu cùng thời điểm. Khi mà nhận được cái danh sách xét nghiệm của bên trạm y tế đưa xuống, thì ra soát trước tên là những người mà thường xuyên đi xa nhà, đi xa đó, đi làm việc xa đó, là những người đó là ưu tiên đầu tiên. Rồi bắt đầu những người khác là tiếp tục luân phiên nhau, luân chuyển nhau trong gia đình. Lấy mẫu xét nghiệm y tế hôm nay và những hôm trước, chúng tôi đi thông qua Zalo một lần là bà con biết thời gian, địa điểm. Sau cái tổ 58 này thì còn một cái tổ số 4 nữa. Chúng tôi chưa thông báo, còn nửa giờ người ta mới đến, lần lượt đến để bảo đảm cái quy định về giãn cách. Đến thời điểm hiện tại, nhiều địa phương đã tiến hành lấy mẫu toàn dân lần thứ 3. Từ kết quả 3 đợt xét nghiệm, thành phố sẽ có đầy đủ cơ sở đánh giá, từ đó quyết định có biện pháp phòng chống dịch giai đoạn tiếp theo. Công an cơ sở sẽ tăng cường phối hợp với các ngành, kiểm tra, rà soát thật kỹ, không để tái diễn tình trạng nêu trên. Để mỗi người dân thực sự là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài chống dịch, thì tinh thần tự giác phải được đặt lên cao độ. Chỉ có ý thức tự giác thì mới có thể bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng trước nguy cơ khó lường của dịch bệnh.